Ánh Hằng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị đoạn bi hài kịch Sống Trong Cõi Nhớ với thành phần diễn viên Xuân Phát, Hoài Dũng, Yên Vi, Thanh Nhã, Túy Thanh, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn Hùng Lâm, nhạc bối cảnh Quốc Tuấn. Và sau đây, đoạn bi hài kịch Sống Trong Cõi Nhớ do nữ ca sĩ Thúy Hồng xin bắt đầu. Lan ơi, gì đó sao y chao ơi, bữa nay mặc cao dài đẹp quá à. Nè, diện thôi lên là hết sảy đó nghe. Đẹp quá phải không? Ừ. Cao dài này á, chị Hòa Bình tiệm vải đó design cho tôi đó. Ồ vậy hả? À, sao? Giờ này mà còn mặc cái yếm à? Tôi nói chị nghe, tôi sao? Có điện thoại qua cho chị Ngọc rồi. Gọi điện thoại làm sao mà để chứ gì phải không? Nè, tôi cho chị 20 phút để trang điểm sửa soạn đi ăn đám cưới người Việt chuyên môn đi trễ, không có trễ đâu mà lo. Trời, nè, bây giờ tôi nói thiệt nha, chị mà có cho tôi 1 tiếng đồng hồ nữa tôi cũng đầu hàng. Là tại vì bữa nay đó con Hà sao? Nó thi đậu mà nó được cái job tốt, cho nên tôi phải nấu nướng để mà cho anh em nó hộp mặt với nhau đó mà. Thì ra như vậy. Rồi sao? Nè, chị ơi. Sao? Chị giúp tôi nghe không? Nè, tôi gửi nè, cái bao thơ nè, đưa cho chị Ngọc. Nói tôi gửi lời chúc mừng cháu Tú nghe chưa? Rồi, bây giờ tôi tới nơi phải không? À, tôi nói là chị bệnh bất thình lình đi không được cái gì phải không? Trời ơi, cái gì vậy bà? Tôi đã nói, tôi mới nói là tôi nói điện thoại chứ chị Ngọc rồi. Tạc đã nói thiệt rồi, không tự nhiên giờ chị nói láo cho tôi nữa. Thôi được rồi, để tôi đi đây. Ờ, đi ông đi. Ông chờ ở ngoài xe đó. Ông chờ ngoài xe hả? Ờ. Thôi đi đi, để ông cằn nhằn đó. À mà quên nữa, cho tôi gửi lời chúc mừng cháu Hà nha. Ừ, nè, đi. Rồi cảm ơn hai bà nghe, thôi đi rồi, đi, để trễ ông nhằn chị nha. Bây giờ đó. Ow, ow, oh my god. Ai vậy ta? Oh my god, thầy mẹ. Oh my god, ai vậy ta? Tám chứ ai. Ai cha, Tám, hôm nay Tám đi đâu mà đẹp quá vậy Tám? Tám hay Tám? Ủa hôm nay Tám đi tính thi, đi thi Hoa hậu ba miền phải không Tám? À, nói gì mới nhớ nữa nha. Vì sửa soạn áo dài, giả hậu đầy đủ hết trơn rồi. Cái Tám, mày á nói rồi chứ. Thi có áo tắm, ông cho đi. Sao kỳ vậy? Bộ bất Tám sợ gì Tám đi thi rồi giật hết giải của người ta hay sao vậy? Bởi nè, ông nói gì Tám á có cái eo giống như eo biển Đài Loan à, cho nên ông cho đi. Thì ông ra... để mình ông ngắm thôi. Thì ra là như vậy. Thì ra là vì Tám nha, mình có cái eo biển Đài Loan. Mà vì Tám nè, Tám kỳ thiệt á. Đẹp như vậy là phải khoe người ta mới phải chứ, phải đúng không? Đúng rồi. Đấy nói này nè. Sao? Để nói nghe, kỳ này á nha, à, nhất định á, dạ, xong cái đám cưới này á, đi thi hoa hậu mới được. Ủa, mà con nghe nói gì Tám hổng đồ tập dữ lắm phải không? Để nói hoa hậu mà hoa hậu phu nhân phải nói cho rõ đó chị. Sao vậy? Sao? Nói hoa hậu ba miền mà. Ừ, mà họ bỏng như tập nhiều lắm rồi phải không? Để nói nghe, đúng rồi nè. Cho cho con coi coi. Nè nè nè, chị Lan sao, coi nè. Sao? Ha. Uh-huh. Giáo quốc coi ha. Cái eo còn ngon quá chứ. Ừ. Còn ngon lành quá nè. Wow. Tụng nè, coi nè. Chị Tám, so hot luôn á, hot luôn á. Chị Tám nè, đẹp như vậy nha, chị Tám phải được lên TV. Mà chị Tám biết sao không, sắp tới đây á, con nghe nói là có một cái hãng truyền hình, họ tổ chức cái cuộc thi giải gì mà người đẹp thu vàng vậy hả? Dạ, mà Tám chưa hết. Mà cái giải này nha, còn sao? Cho những cái quý bà đi thi thôi. Vậy mà hả? Đặc biệt nha, lần này hả, không có cho mặc áo tắm. Vậy hả? Chắc chắn là bắt Tám cho gì Tám xin nhất định rồi. Kỳ này á, xong cái đám cưới này đi ghi tên liền, đúng thôi để trễ. Con sẽ giúp gì Tám ghi tên. Nè chị Lan, kỳ này á, đi thi hoa hậu tôi được lên TV đàng hoàng nha.
Chị đừng có tin nó, tôi đã nói cái thằng này nó bà xạo lắm, đừng xạo tin nó chị ơi. Thiệt đó. Dì hỏi con nè. Dạ. Nếu như mà dì đi thi á. Dạ. Phải được lên trường hình này nha. Chắc chắn rồi. Nếu mà không lên trường hình là không có đi thi rồi nha. Tôi nói đừng có tin nó mà chị tin đó. Sao mà coi? Thì ra là dì Tám nhà mình thích đi lên truyền hình. Vậy mày gặp gì phải không? Chị tin luôn. Mày gặp mày... À, đó, thôi, cho con xin đầu hàng. Nghe. Dì Tám mê lên TV. Cứ chọc dì Tám hoài ha. Trời đất ơi, thôi quá trời quá đất bà rồi. Em nói vô đây có một chút xíu mà ở đây cả tiếng đồng hồ rồi bà biết bây giờ mấy giờ rồi không? Trời Tám, con nói Bác Tám nghe nè. Gì? Nãy giờ Bác Tám chịu đang sớm chút xíu thôi. Bác Tám coi gì Tám đang tập đi thi qua hậu. Ủa vậy hả? Dạ. Thôi quá bà rồi. Hết nói nổi bà, tôi đã nói bà ở nhà rồi bà cũng còn muốn đi thi qua hậu ra. Anh à, anh đừng có tin cái thằng này nó phá đáp lắm. Bà, cái tật không bỏ, cũng còn muốn thi qua hậu nữa. Trời ơi, cái bà lúc này bà hồi sưng rồi. Ông nội ơi. Được rồi, bà muốn thi ha, tôi cho bà thi. Để tới bữa diễn đó tôi về tôi kéo 20 đứa cháu ra đây. Chị đang tới giờ bà lên sân khấu đó, nó kêu bà ngoại, bà nội, thử coi có bà còn dám thi nữa không. Uầy, kỳ lạ thiệt tình. Tôi nói anh nghe, tôi đã nói tại thằng Quốc nó chọc bà, nó bày đặt nó nói vậy chứ làm gì có chuyện chỉ đi thi đâu. Mà bà đã ưa sẵn rồi mà ngồi xuống với bà nữa. Giỡn chút mà. Thì sao rồi, sao giờ này còn Y Nguyên không thay đồ đạc gì không đi sao? Tính không đi hả? Tôi đã nói tôi có gọi cho chị Ngọc rồi. Bà gửi bao thư cho tôi rồi. À thì ra là vậy. Tôi bận không có đi được. Ờ vậy thôi trễ giờ rồi, thôi để tôi đi trước đi, nha. Ừ đi, lẹ đi đi chị ơi. Minh, chờ em với. Yeah. Dì Tám, chờ con với. Dì Tám ơi, nhớ nha, con sẽ giúp dì Tám đi thi qua hậu đó. Lại đây biểu. Má, hào xuống đây. Má khỏe không má? Con đó nha. Dạ. Già cái đầu rồi, có vợ con rồi mà như con nít vậy đó. Dì Tám lười, cứ chọc dì Tám hoài à. Nít gì, có vợ mày có ta. Vợ chứ. Khi mà về đến nhà thì con vẫn là con trai của má phải không nào? Trời ơi. Cái gì? Má có nghe cái mùi gì không? Mùi gì? Má ơi. Cái gì vậy? Chỗ này có mùi. Mùi gì? Mà cái chỗ này nó cũng có mùi nữa. Trời đó, có mùi gì mà sao con làm gì vậy? Cái mùi chỗ gì này có mùi luôn. Ôi, cái mùi này sao mà nó thơm quá má ơi. Trời ơi, con đó nghe. Dạ. Mày làm tao muốn đứng tim hả? Dạ. Rõ ràng là hồi nãy má tắt ở dưới bếp rồi. Tao tưởng mày nói mùi, tao tưởng ga xì. Trời đất ơi. Má đang nấu mùi cà ri phải không? Má nấu món này cho con phải không? Con má. Món này là má nấu cho con Hà. Tại vì nó thích ăn cà ri mà nó... Má nấu nó mới ăn thôi. Má nó lúc nào má cũng hạn. Giận rồi. Trời ơi, thằng ông con trai gì mà hở ra cái giận. Ừ. Nè, má nói cho con biết nghe không, bài đặt giận vậy đó hả, là cái món mà gỏi sứa tôm thịt đó nghe, là má cho con Hà nó ăn no luôn. No way vậy má. Cái món đó là má lúc nào má cũng làm đặc biệt cho con phải không? Con rất thích má làm món đó đó má. Trời ơi, con nói con rất thích hả? Đồng ý rồi, nhưng cũng phải không có được dành ăn với em. Dạ. Yeah. Mỗi đứa của các con đó má đều nấu một món riêng hết. Dạ. Yeah, con biết. Biết chưa? Mà. Không có đứa nào mà thiếu đâu, đừng lo. Má, con biết hả? Má của con hả? Má mà làm món nước mắm á nha, tao nói là không có ai mà phân biệt được với má đó. Má. Sao? Nhắc tới mà con nè, má thấy cái miệng con cái gì không? Sao? Cái miệng này á. Cái miệng mày đó có bệnh gì vậy? Con chảy nước miếng. Con thèm lắm má ơi. Má má cho con vô trong ăn chút xíu nha má. Con đi nha má. Đây, cái thằng ham ăn, đứng lại. Để chờ vợ con về rồi ăn luôn cho vui. Vợ con nó đi party không có về. Sao vậy? Sao lại không về? Ừ thì có gửi lời xin lỗi má rồi mà. Xin lỗi hồi nào tao có nghe đâu. Trời ơi, ra đây má nói nghe. Má chưa bao giờ mà nghe vợ con mà nó nói hai tiếng xin lỗi với má từ ngày cưới nó về cho con đó. Má nói cái câu này là y đúng nết cái vợ của con đó má. Ừ. Má thấy không? Sao? Vợ của con á, nó chỉ hơn Hà nhà mình có 1 tuổi thôi à. Má ngồi đây đi. Với lại cái tuổi đó đó má, cái còn ham ăn ham uống lắm, ham nói lắm. Thôi má, má thương con, má đừng có giận vợ con nha má, xí xót đi nha. Tôi biết mà, hãy nói đụng tới vợ cậu á, là cậu binh tới nước à. Ừ,
nhất vợ nhì trời mà má. Chà. Giống như má ngày xưa thôi, giống như ba ngày xưa thôi. Hãy má mà sao? Má nói cái gì ba cũng nghe hết, phải không? Ừ, nói phải thì phải nghe chứ sao. Ờ thì con nè, con giống cha. Mà con á, giống cha thì là nhà có phúc phải không nè, phải không má? Với lại con hỏi má nè, vợ mình binh chứ có binh vợ người ta đâu phải lo, phải không má? Phải không? Cái gì con cũng nói được hết trơn á. Má, má, má nói cho con nghe. Má nói là má nói vậy thôi, chứ trong lòng của má đó, má thương dâu cũng như là thương con gái. Bởi vì mình thương con dâu á, thì nó sẽ thương con trai của mình. Mà con trai của mình là cái thằng này nè, con biết không nè. Bởi vậy má biết nó thèm ăn chè, nhất là chè ba màu. Cho nên má phải nấu cái món chè đặc biệt đó cho nó. Mà nó đâu có về đâu, con thấy không? Ừ, vợ con nó bậy thiệt đó. Chứ sao? Ủa má nè, con có biết là má cũng nấu riêng đặc biệt thằng Sơn nữa. Ủa vậy đó hả? Canh chua tôm. Ủa má, má nấu canh chua tôm làm gì? Sơn nãy đâu có về đâu, má nấu làm gì vậy? Sao kỳ vậy? Sao lại không về? Thì nó nói là cái vé máy bay bay về Cali mất quá, nó chờ Christmas nó về thăm má luôn. Trời, cái thằng thiệt. Về thăm má thì về cho rồi đi, tại sao mà còn đợi tới Christmas? Ngày tháng nó còn lâu lắm. Bộ nó không nhớ má sao mà nó vậy? Còn cái gì thiệt á, bốn đứa Nam, Quốc, Sơn, Hà. Thằng Sơn á thì không chịu về, còn thằng Nam á thì bây giờ thì đang đánh giặc ở cái miền đất nước nào xa xôi không biết làm sao nữa. Nhưng mà con biết không, anh Nam của con đó nó thích ăn thịt kho. Cho nên má mới làm đặc biệt một nồi thịt kho nước dừa với là hột gà cho nó. Con biết mà, má của con đó hả, lúc nào cũng chu đáo với mọi người hết á. Má má, không biết sau này đó hả, tụi con có lỡ dọn ra riêng rồi á thì... À... Ý con nói là sau này á, con có lỡ dọn ra riêng rồi đó má. À, thì không biết là ai có còn thưởng thức cái tài nấu ăn đệ nhất thiên hạ của má nữa, phải không má? Con nói cái gì vậy? Quốc, tại sao lại ra riêng? Vợ chồng con ở với má đâu có phiền hà gì đâu, mà rồi tại sao lại tính bỏ má mà đi vậy? Dạ tại vợ con. Thôi má hiểu rồi, đó là ý của vợ con. Con à, má nói cho con nghe, bây giờ má cũng đã già rồi, má thường hay quên lắm. Nhiều khi nói cái này cái nọ rồi cũng không biết mình nói cái gì. Má biết là má đã làm cho hai vợ chồng con đôi khi cũng không hài lòng. Thôi thì tụi con thấy má có cái gì mà không vừa ý thì nói cho má nghe, để má biết tại sao mà chuyện nó không có cái gì hết mà con lại nỡ mà tính toán để bỏ má mà đi vậy con. Má, con đâu có bỏ má đi đâu. Tại vì đã lỡ đặt cọc tiền nhà rồi, với lại giấy tờ thì cũng đã ký kết xong rồi mà má. Vậy chừng nào thì tụi con dọn ra? Dạ, chắc là khoảng đầu tháng đó má. Đầu tháng? Vậy là đâu còn bao nhiêu ngày nữa? Má ơi, với lại vợ con nó nói vậy nè, à, tụi con mà có dọn ra ngoài rồi đấy má, thì con Hà nó dọn sang phòng của con. Má thấy không, con Hà nó ở cái phòng của nó có chút xíu vậy à. Mai mốt á con dọn ra ngoài rồi đó má, khi nó dọn sang phòng của con má xong rồi ha, sau này được thoải mái hơn, thích hơn đó má. Với lại nữa, con Hà sau này nó còn lấy chồng chưa hết nha má. Má nó hả, sau này má có thể bắt rễ luôn đó má, phải không má? Má không hiểu tại sao lúc ở Việt Nam đó, nhà cửa thì chật hẹp, nhưng mà ông bà, cha mẹ, con cái đều quây quần sống với nhau. Tại sao mình qua đây rồi, nhà cửa thì rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, mà đứa con nào cũng muốn bỏ má mà ra đi hết. Má không hiểu tại sao nữa. Má,
ai cũng phải cần có một gia đình hết đó má. Tụi con cũng vậy nữa, tụi con cũng cần có một ngôi nhà riêng biệt cho chính bản thân mình nữa. Rồi sau này tương lai còn có con có cái nữa mà má. Má, thôi mà, đừng có giận mà, vui lên đi, cười đi mà má. Cười xíu đi má. Cười không nổi, còn cười cái gì. Má cười không nổi hả? Con chọc lên má cười. Thằng này, ơi thiệt à. Con này nè. Yeah. Má, con nói má nghe nè. Má thì má lúc nào má cũng nấu cho tụi con ăn theo những món mà tụi con thích không à. Vậy chứ còn má, má thích ăn món gì hả má? Má đó hả? Má chỉ thích nấu những gì mà các con muốn ăn, các con thích. Nè, khi nào mà các con ăn rồi còn dư lại đó thì má ăn. Vậy là má cũng vui rồi con ạ. Con cảm ơn má. Má ơi. Trời, con Hà nó về. Trời, con nhỏ thiệt. Trời ơi. Trời. Má. Má thả hồn, nhớ lắm á. Nè, thấy con gái sao mà làm gì mà con về trễ vậy? Giận rồi kìa. Anh Quốc. Vậy. Anh Quốc đẹp trai. Em đó. Bộ tốt nghiệp xong tính mở cửa hàng bán hoa hay sao, mua hoa nhiều vậy? Đẹp không? Nhiều gì nhiều chuyện quá à. Đem vô trong chân giùm em đi nè. Em á, mày á giống như là má tàu vậy. Má anh bên kia kìa. Má. Nè, nghe má hỏi nè. Dạ. Rồi anh Nam con chừng nào về tới? Ý, con quên nói với má nữa. Tuần trước anh Nam mới có email về hỏi thăm con, hỏi thăm má nữa. Dạ má. Anh chúc mừng con ra trường á má. À hả? Anh nói sao là... Sao con? Chiến trường Iraq đang sôi động lắm má, cho nên là chắc là cuối năm anh mới về được. Cuối năm nó mới về được? Dạ. Thằng Nam thì không về được, còn thằng Sơn thì mắc công việc. Con cũng không biết là mai mốt con có về thăm má thường xuyên được không nữa. Cái gì con? Sao lại thăm thường xuyên là sao? Con đi đâu mà con thăm thường xuyên? Tại vì cái chốt của con á nó tuốt bên New York lận. New York? Dạ. New York? Dạ. Hey, vô đi New York hả? Wow, đã quá ta. Hey, chúc mừng em. Yeah. Hey, mai mốt á anh sẽ sang đó thăm em. Nhớ nha. I hứa promise. Nha. Hey. Yeah. Thì nói nha, anh em tụi mình tha hồ đi chơi á. Nhớ nha. Yeah. Nè. Dạ. Hà, tại sao mà con đi làm chi mà xa dữ vậy hả? Má ơi, với tụi trẻ tụi con á, công việc là quan trọng lắm. New York là giấc mơ của cả đời con luôn á. Đúng rồi má. Má biết không, cả lớp con mình con gái của má được đi qua New York rồi đó. Yeah, hạnh diện lắm đó má. Con à. Dạ. Con là con gái, mà lên đó thì đó miền Bắc lạnh lẽo lắm. Đi một mình rủi ro có đau ốm hay gì, ở đâu có ai bên cạnh mà lo cho con. Trời má ơi, lo quá má con má ơi, má nhìn con Hà kìa, nó khỏe như là trâu vậy đó, hơi đâu mà má lo. Má ơi, con gái của má khỏe lắm, má đừng có worry nghe không. I'm okay. Má coi nè. Hey, thấy gì không? Má coi con nè, I'm okay chứ. Ngồi xuống đây má nói nghe nè. Dạ. Các con biết không, người mẹ nào cũng muốn các con mình ở quanh mình, nhưng các con của má, đứa nào xa má cũng có lý do hợp lý. Anh Nam con thì đi theo đường binh nghiệp của cha. Anh muốn về lắm chứ má, nhưng mà anh không có về được. Còn thằng Sơn thì muốn về nhưng sợ tốn tiền không chịu về. Còn con đó. Con sao? Thì con cũng mua nhà, rồi con sẽ ra riêng, con cũng bỏ má. Trời ơi, anh sắp ra riêng hả? Con cũng vậy chứ gì. Con sắp sửa đi New York làm việc, thì con cũng bỏ má. Tụi bay riết rồi đứa nào cũng đi hết. Má ơi, xa má con cũng buồn lắm chứ bộ. Ai vậy ta? Ý, con ơi, có chừng Nam nó về. Yeah. Không phải, Sơn nó về má ơi. Để con ra mở cửa. Coi coi. Phải Nam con về không? Má ơi, chị Minh. Minh nào con? Chị Minh bồ của anh Nam á má. Ồ, bạn của anh Nam hả?
Dạ con chào bác. Chị Minh. Bác khỏe không bác? Cảm ơn cháu. Cháu quá. Sao tới trễ quá vậy chị? Chị bị kẹt xe quá trời luôn. À Hà nè, chị có mua đồ bánh chỗ mà em thích nhất đó. Wow. Cháu lại ngồi đây. Ngồi đây cháu. Nhất đẹp trai, cất cùng em nha. Nữa nữa. Mày á, làm như má tao rồi sao. Má em bên đây nè, má bên kia kìa. Nè. Cháu à, tại sao từ đó tới giờ cháu là bạn gái của thằng Nam mà chưa bao giờ bắt thấy cháu tới đây chơi vậy? Má ơi, má biết làm sao không? Anh Nam nhà mình nó hả giấu chị Minh kỹ lắm. Con điều tra hả, người yêu của Nam quá trời luôn, con mới móc chị Minh ra được á. Nói bậy nó bạ đi. Nói cái chuyện gái mà nói chuyện vậy đó. Dạ, anh Nam ảnh nói chừng nào ảnh về phép rồi mới dẫn con qua thăm bác luôn. Nhưng mà hôm nay Hà muốn con qua trước để con ra mắt má chồng. Ai ra mắt má chồng vậy? Ra mắt má chồng. Hai chị dâu. Má biết làm sao không? Anh Nam á viết thư cho chị Minh mà nhắc về má không. Vậy hả? Dạ, hey. Cho nên là hey, thư của người ta bộ em đọc sao em biết? Chị Minh kể cho em nghe chứ bộ. Mà thơ nói gì vậy? Trời, nhiều chuyện à. À, nhiều chuyện. Cho nên là con mới mời chị Minh qua để mà đọc thơ cho má nghe á. Dạ. Dạ đúng rồi bác. Anh Nam viết thơ cho con mà toàn nói về bác không à. Vậy hả? Con muốn đem qua đây để đọc cho bác nghe. Nè bác. Tội nghiệp. Viết thơ cho cháu mà cũng nhắc bác vậy. Quá trời luôn. Đây nè. Thôi cháu đọc cho bác nghe đi. Nó. Dạ. Nó. Em yêu của anh. Trời ơi. Tình cảm nha. Nín. Hai đứa này thiệt. Để chị Minh đọc tiếp cho má nghe. Đọc đi con, đọc đi con. Lúc này em có còn hay thức khuya không? Nhớ ngủ sớm để có sức khỏe. Anh nhớ má của anh cũng thường hay thức khuya. Bà cứ lui cui làm việc nhà. Chờ tụi anh đi ngủ rồi, má mới yên lòng đi ngủ. Biết tính má của anh như vậy, đôi khi anh phải giả bộ đi ngủ sớm để cho má khỏi phải thức khuya. Viết đến đây, sao tự nhiên anh nhớ má của anh quá. Má, má đừng có thức khuya nữa. Má hãy đi ngủ sớm cho có sức khỏe nha má. Chờ thằng Nam con của má về đoàn tụ với má, rồi con sẽ cưới vợ, sanh cho má một chục thằng cháu nội, để cho má vui nha má. Má, đâu có gì đâu mà má khóc má. Tội nghiệp. Anh con thằng Nam, nó là cái đứa ít nói nhất ở trong nhà. Má, cái người ít nói nhất là cái người tình cảm nhất đó má. Thôi má đừng có khóc nữa, con đọc tiếp cho má nghe nha. Đọc đi con, dạ. Đọc cho má nghe đi. Mai mốt anh về, hai đứa mình sẽ đám cưới với nhau. Anh muốn gia đình nhỏ của mình sống chung với má. Em là dâu trưởng thì phải biết nấu ăn. Má của anh nấu ăn ngon lắm. Má ơi, má dạy cho con dâu của má nấu ăn nha má. Chứ mỗi lần trong nhà mình có tiệc thấy má nấu ăn cực quá, để vợ của con nấu thay cho má nghe. Má nhớ phải dạy hết chứ đừng có giấu nghề đó. Con muốn vợ của con phải nấu ăn ngon giống như là má vậy, để cổ nấu cho con ăn. Trời ơi, không ngờ anh Nam quá luôn. Dạ, anh viết thơ cho con mà lúc nào cũng nói về bác không à. Cho nên con thấy, con thấy bác giống như là má của con vậy đó. Ủa, má có mời thêm ai không má? Đâu có, chắc là vợ của thằng Quốc về chứ gì. Yeah. Đâu có lẽ nào má, thôi để con ra mở cửa nha. Coi má. Coi, nó về đó chứ không ai hết á. Nay ngày vui của con mà khóc trời lè gì à. Nó nói được mà nhớ nó quá rồi, con à. Cười lên.
Má. Làm ơn tôi cho xin gặp mẹ của Hạ Sĩ Quan Nam Nguyễn. Dạ, tôi là mẹ của Nam đi. Thưa cô, cháu là thiếu tá Chris Phan. Cháu xin đại diện nhà nước Mỹ và quân lực Hoa Kỳ để báo cho cô biết, thứ ba vừa qua, con cô Hạ Sĩ Quan Nam Nguyễn đã tử trận. Cháu xin chia buồn với cô và gia đình. Đây là hồ sơ của em Nam và đám danh thiếp của cháu. Cảm ơn. Cô cần gì, cô liên lạc cháu. Cháu sẽ liên lạc cô sau. Chào cô. Trơn gì cả. Mẹ ơi, sao bà đâu? Không biết sao mà đêm qua tới giờ chắc để cửa trống trơn, không có đóng cửa chứ gì, phải không? Chắc vậy rồi. Ui, lúc này thiệt, nhà cửa này có bộ thấy lộn xộn quá rồi. Thiệt ông ơi, thấy tình cảnh của chị Lan thấy đứt ruột quá. Mới ngày nào đó còn vui vầy với mấy đứa nhỏ, bây giờ tôi thấy chị xuống sắc thấy rõ luôn. Từ ngày mà nghe thằng Nam mà nó tới bây giờ đó, chị không ăn không uống gì hết. Thằng Nam nó mất gần cả năm rồi. Ê, mà tới đám giỗ nó rồi nè. Ồ vậy hả? Lẹ ghê không? Trời ơi, bởi vậy thấy không, sanh 4 năm mặt con rồi mà rồi có đứa nào hữu hỷ chỉ đâu. Rốt cuộc rồi cũng mấy bạn già lo cho nhau thôi. Thấy tình cảnh này thấy buồn quá ông ơi. Không biết rồi đây tương lai vợ chồng già mình sẽ ra sao đây. Ra sao gì? Tôi cũng an ủi, còn có ông bên cạnh. Bà nói gì tôi không nghe. Tôi nói còn có ông bên cạnh. Ông đeo cái máy điếc vô đi rồi nghe. Ta đeo rồi nè. Trời. Bà nói gì? Tôi nói à, ông có nói với thằng Quốc là bệnh tình của má nó chưa? Nói rồi. Tôi nói rồi, tụi nó nói để ông thẳng nó tính. Má bà làm gì bà la dữ vậy? Bộ tôi điếc sao? Trời ơi, nó cũng làm như mình điếc vậy mà mặt chầm dầm giận luôn đó. Lúc nào cũng vậy vậy. Hả? Chị Lan, hôm nay tôi đem bánh nóng với cà phê nóng cho chị ăn sáng nè. Dù gì cũng vậy,
ăn miếng để vô bụng cho nó khỏe. Ăn miếng đi nha. Bà thấy bà lo cho chị còn hơn lo cho tôi nữa đó. Nè ăn đi. Bộ chê rồi. Ăn vô rồi. Thôi ông ra đây, tôi tính này nè. Tính gì? Bây giờ á, tôi về nhà tôi lo cho mấy đứa nhỏ cơm nước xong rồi, rồi ông về rồi tôi qua đây. Ông nhớ nha, ráng ép bà ăn một chút. Tôi thấy bà ốm lắm rồi đó. Ép gì, bà thấy ông lần nào cũng vậy. Bà đem qua cái đống chỉ cho nhiều quá, bà không ăn rồi tôi rốt cuộc tôi ăn mập ủ. Thì hôm nay bà không ăn gì thì mai bà ăn, còn không lý ông. Thôi chị Lan, tôi về à nghe. Về đi. Không trả lời trả vốn gì hết. Thôi đi về. Trời. Chị Lan à, ăn chút gì cho nó lấy lại sức nè chị. Chứ mấy rày chị không ăn uống gì hết. Coi coi bộ nó muốn hóp rồi đó. Ăn miếng đi, bánh nóng nè, cà phê sữa nóng, bà pha sớm lắm đó. Thiệt là thương tâm. Cả đêm tôi không ngủ được. Sao vậy? Đọc báo thấy nó nói chuyện con Hà mà đứt ruột á. Ủa, con Hà mắc mớ gì đứt ruột? Trời ơi, chị không thấy kỳ trước nó gửi tấm hình mà nó chụp ở New York, cái bên bà nữ thần tự do nó gửi về ra. Trời ơi, mặt mày nó đứng nó cười tươi rói à. Chị ơi, nó là cái đứa mà bây giờ làm lương cao nhất bây giờ đó. Có gì đâu mà chị phải lo. Anh đừng có gạt tôi á. Tôi biết á là nó đang bị nhà chồng nó giam giữ ở bên Đài Loan. Nó đâu có được mà sung sướng mà hạnh phúc mà vui đùa như nó hồi nó còn ở với má nữa. Thôi rồi. Cái điều này là, điều này là chắc đây là tao đọc báo rồi phải không? Chị đọc báo chị thấy đó, chị thấy đó, người ta đó có con gái gả bên Đài Loan đã bị nhà chồng đánh đập cho tới chết, cho nên chị sợ con Hà ra như vậy phải không? Trời thì giống ơi. Vậy chứ sao? Thôi để tôi cất cái này cái cho rồi. Nè, tờ báo tôi chưa đọc hết, trong này có hình con Hà nữa của tôi, anh không có được lấy. Không phải hình con Hà, hình đó đâu phải là hình con Hà. Bộ hình anh hả? Chị để tôi cất cho. Chị đợi chị đọc ba cái tin tức như vậy đó rồi chị cứ nghĩ lung tung hết rồi chị lo đó. Nói tôi, là bậy bạ không. Tôi nói cho anh nghe, đồ của tôi ở đâu thì để yên ở đó, hiểu chưa? Chưa có ai. Tôi không muốn ai đụng tới hết ở trơn á. Kỳ cục quá mà. Ai đụng gì nói đâu. Hoài cũng vậy hả? Lâu lâu tôi kiểm lại thì mất cái này, mất cái kia. Áo tôi ha, tôi nói thiệt nghe không, không còn cái nữa. Trời ơi. Không? Rồi quần cũng vậy, mới mua 5-6 cái rồi cũng mất hết. Ôi, bỏ đâu mất cho quần áo thì đi. Anh qua đây hoài thì nó mất chứ sao. Trời ơi, nó có nói vậy mà nghe được. Nè đây nè. Sao? Đúng rồi. Đúng, cái quần này quần của tôi nè đó. Anh lấy cái quần của tôi đó, anh mặc đó là quần của tôi đó, bởi vì tôi mất hết rồi trơn hả đó. Trời mà ơi. Tôi nói nghe, ở dưới nhà bếp có một cái nồi nấu cơm cũng mất luôn. Trời ơi, tham gì mà tham quá, cái gì cũng lấy hết. Mộ tổ cha nó tham mà từ cái lớn tới cái nhỏ vậy làm sao chịu nổi. Qua qua hoài à, ai biểu. Chị Lan à, quần áo của chị đó ông nội tôi bận tôi không được nó, tôi lấy của chị làm cái gì, không có mất cái món nào hết trơn á. Trời á, chị yên bình tĩnh định thần lại đi. Trong nhà chị mua nồi niêu son chảo cái gì là chắc nó cũng còn đó thôi. Chắc tại chị lâu quá chị không xài tới chị tưởng mất. Không có mất món nào hết á. Nè, nay mai con cái nó về nó thăm. Thấy không? Không có con cái gì hết á. Anh qua là mất à, là anh lấy về anh cho bà. Ha. Cái nhà này của mình, vợ chồng tôi này rồi, cái vợ chồng thằng Quốc ra vô đây đâu có ai lạ đâu mà lấy đồ của chị. Tôi lấy làm gì? Anh lấy về anh cho bà mặc. Còn cái thằng Quốc thì nó lấy nồi nấu cơm miễn cho con vợ nó. Chứ còn gì nữa. Thôi nói chị hết nội rồi, bó tay chị luôn rồi.
Tôi nói tôi biết. Thôi được rồi, tôi lấy tôi nấu đỡ nồi sôi rồi mai tôi trả. Được không? Bây giờ ráng ăn miếng đi. Ráng ăn miếng đi, mai mốt con nó về nó thăm, nó thấy chị ốm như vậy nó buồn, nó lo lắm, biết không? Chị phải ăn miếng là vui vẻ với con cái. Đó rồi gia đình chị sum họp vui vẻ, vợ chồng tôi nhờ vậy mà cũng vui lây. Nghe chị Lan. Tụi nó về hả? Về. Thiệt không đó? Trời, tụi nó láo chị chi. Thấy không, con mình á, nó sắp sửa nó về thăm mình. Nó thứ nào nó về, có tin tức tụi nó rồi. Vậy hả? Ừ. Ráng tôi vui miếng. Lắm ạ. Vui, ăn miếng đi. Nam Quốc Sơn Hà. À. Cha đặt tên. Đúng rồi. Nay còn ghé mẹ, chỉ là Nam. Ừ. Quốc thì sợ vợ, không dám tới. Sơn Hà lưu lạc mãi nơi đâu. Ôi cha, trời ơi, phải công nhận nha. Bữa nay chị xuất khẩu thành thơ. Trời ơi, tài tình thiệt. Nói vậy đó. Mà phải... tôi nói thiệt với anh nghe không? À. Tôi giận lắm á. Ủa giận gì nữa? Tôi giận thằng Quốc á. Thằng Quốc nó sợ vợ phải không? Chứ sao? Ừ. Anh biết không? Ừ. Nó sợ vợ. Ừ. Cái nó ngán con đó, cái nó không tới thăm tôi. À. Còn con Hà đó. Ừ. Nguyên Quốc nó sợ vợ với con Hà có sao đâu. Nó bây giờ nó làm lương cao lắm, nó làm được nhiều tiền. Nó đàn được, yên chị đừng lo cho nó. Con Hà, ừ, nó ham tiền lắm. Ồ. Nó ham tiền, cái nó mới đi làm thiệt xa đó. Nó làm xa, nó bỏ tôi. Anh thấy không? Kệ nó mà. Con cái bây giờ đưa làm ra cho nó có chuyện. Phần nó lo không? Còn thằng Nam nữa. Nam sao? Thằng Nam có... Tôi nói anh nghe, thằng Nam là cái thằng nó có hiếu nhất nhà. Ít ăn ít nói. Giờ nó ngồi đây nè. Con ơi, sao con không nói chuyện gì hết vậy Nam? Mà nói chuyện với con nè Nam. Con nói đi, con nói với má đi Nam. Tại sao con cứ im lặng hoài vậy? Má thương con lắm mà Nam. Con chào bác Tám. Ờ, chào cháu. Dạ. Bữa nay sao tới sớm vậy? Ủa, nó không đi làm hả? Dạ không, hôm nay con được nghỉ. Nên vậy? Con muốn qua thăm bác Tám với bác Lan luôn. Ừ. Dạ. Tốt. À bác Tám à, sức khỏe của bác Lan lúc này ra sao rồi hả bác? Trời ơi, lúc này ba mạnh như thần. Ba mạnh tới nỗi ba chửi cha tôi. Thôi thì cháu thấy đó. Đó cứ bữa vậy bữa khác ha. Lúc tỉnh lúc mê đó. Khổ vậy đó. Từ ngày mà bà nặng hơn đó là tại từ ngày mà nghe được tin báo tử của thằng Nam đó. Nhưng mà cũng tỉnh táo chứ đâu có lẫn hả bác hả? Lẫn. Bà lẫn nên bà nói bậy lắm. Bà lẫn nặng lắm mà. Ai nói tôi lẫn vậy? Ồ, sao nghe rõ trời. Tưởng tôi điếc thì sao tôi không nghe hả? Đâu ai nói gì đâu. Nè, tôi nói cho anh biết nghe không. Tôi lẫn mà tôi biết anh đó là anh Tám. Đúng không? Đúng, đúng quá. Anh Tám ha. Mà anh đó còn là bạn đồng binh chủng dân xã tôi. Hay, đúng không? Hay quá. Nhớ là nè, đó, hay đó. Còn cô này đó, à, đó, tôi cũng biết nữa. Cô này là Là ai? Bác không nhớ con hả bác? Cô này là không, để mà nhớ mà. Cổ là ai? Là ai kìa? Chị à. Anh Tám ơi,
Là ai vậy? Là bạn gái của thằng Nam. Chị gặp rồi đó. Là bồ thằng Nam á hả? Ừ, đó, đúng rồi. Đúng rồi. Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ cổ là ai rồi. Hôm qua tôi đi chùa, tôi xin nhầm cái quẻ xăm hạ hạ, làm tôi lo quá. Ủa, hôm qua chị đi chùa hồi nào? Hồi tối á. Chị đi sao tôi không biết chị đi hồi nào vậy? Hồi tối á. Hồi tối là lúc nào? Cái hồi tôi đi ngủ á. Trời, bà nằm mơ mà nói bà đi chùa. Thằng Nam nó muốn lập gia đình cái cô này nè, nhưng mà nó phải nhập ngũ nên nó chưa có dám tính tới. Nó sợ thời buổi loạn này lằn tên mũi đạn sẽ vô tình lắm, sẽ làm cho vợ nó phải hát bài ngày mai đi nhận xác chồng, quay đi để thấy mình không là mình. Bà bị nặng như vậy đó, ngay từ lúc mà sau khi bà nhận được cái tin đó rồi. Bà Tám ơi, con buồn rồi đó. Coi vậy chứ không sao đâu, ngày bữa rồi chạy tốt quá hết. Bác có đói không? Để con lấy thức ăn cho bác nha. Trời ơi, ăn cái gì? Bà đâu có chịu ăn cái gì đâu ra. Đem nè, một bàn đây nè. Ngày nào cũng vậy, bà không ăn. Không ăn món nào hết. Nam à, má nói con nghe, có ăn cái gì cũng phải chừa cho con Hà, em của con, nghe không? Con đừng ăn hết chứ, không có được à. Lần nào cũng vậy, tôi đem đồ ăn qua bà cứ tưởng tôi là nam hoài. Chắc bà dòm thế mà mặt mày tôi còn trẻ trung vẻ đẹp lắm hay sao mà cứ lộn với thằng Nam không à. Này cháu à, thằng Nam nó mất rồi mà cháu vẫn còn qua đây để thăm viếng bà. Thật như vậy là cũng như là cháu đã thay mặt cho nó mà báo hiếu cho mẹ nó, rất là tốt. Như vậy là tốt lắm đó cháu. Con à, thôi đừng có khóc nữa, nghe chưa? Con về đây con sống với má vậy là má vui rồi. Đừng có đi nữa nghe không con? Đừng bỏ má mà đi xa nữa nghe không con? Mẹ con mình nghèo nhưng đùm bọc lẫn nhau vẫn sống được mà con. Con cứ bỏ má con đi hoài, nó sống một mình, mà nhớ cả con lắm. Bác ơi, con không có đi đâu đâu bác, con ở đây với bác mà. Tôi biết tại sao tuổi già của tôi mà lại cô đơn quá như vậy. Tại vì hồi nhỏ tôi bỏ má tôi đi hoài à. Cho nên bây giờ tôi bị vậy đó.
Bây giờ bác tính gì nha? Cháu làm ơn cháu ở đây cháu an ủi giùm bà đi. Để bác đi lại ra tiệm bác kiếm một quốc cái gì. Để nói cho nó biết tình trạng của má nó nặng quá gì vậy đó. Ha. Bác đi nha. Nam à. Đi đâu vậy? Nè. Bác. Bác ơi. Không phải anh Nam. Là bác Tám đó. Bác nhìn kỹ đi nè. Là bác Tám. Tôi nè. Chị Lan. Tôi chứ không phải con chị đâu. Không phải thằng Nam hả? Không. Đúng rồi. Đâu phải thằng Nam. Không phải. Thằng Nam nó đâu có già dữ vậy. Trời. Thiệt mà. Thằng Nam nó còn nhỏ. Ừ, nó trẻ lắm chứ đâu như trẻ tôi. Lắm. Bởi vậy tôi xin lỗi anh nghe anh Tám. Thôi tôi cũng xin lỗi chị. Bác Tám. Ủa con. Má. Con về rồi nè má. Má, Quốc. Má khỏe không má? Quốc. Má khỏe không? Con về với má rồi hả? Con mới về thăm má nè. Hôm nay má khỏe không Nam vậy? À Nam. À. Thằng Quốc nó về rồi. Về nó rồi. Về rồi đó con à. Dạ má. Má. Nó không má. Bỏ má nữa. Má sao vậy? Bác Tám. Ừ. Má con sao vậy bác Tám? Trời ơi hổng rầy ta rầu lắm. Bà cứ ngồi đâu ngồi đó trầm tư mặt tưởng bà thẫn thờ hoài. Nói bậy nói bạ hoài à. Thành đó bác lo lắm cho nên bà mới kêu bà đi kiếm mày về đó. Tôi đi kêu nó về đó. Hồi tuần trước con về thăm má, con thấy má đâu có đến tình trạng nông nổi như thế này đâu bác Tám. Thì lúc sao kỳ vậy? Đồ đạc sao để tùm lum vậy? Hả? Nhà cửa mai chịu dọn dẹp hết á. Tôi nói rồi, ông này thì cứ qua hoài à. Thằng cái thằng kia cũng vậy nữa. Mọi người về đây không ai biết dọn dẹp nhà cho tôi. Bài quá đi. Có biết không? Dọn dẹp đi. Nói không nghe bộ điếc hả? Điếc hả? À vậy dọn rồi. Dọn giùm đi. Để đây đó tôi đi đó hả là tôi té đó. Tôi đụng là tôi té đó. Nói hoài cũng vậy à. Kỳ cục quá mà. Mấy người này thiệt á. Mẹ. Con xin lỗi má. Con xin lỗi má. Dì xin kế. Các con không thể nào sống gần má được. Nhưng con đâu có về. Nỗi nhớ nhung con cái đã làm cho má hao mòn thân xác đến như vậy hả má? Bác Tám ơi, con phải làm sao đây hả bác Tám? Con phải làm sao đây hả bác Tám? Trời ơi. Má, con nhất quyết rồi má ơi. Má, con nhất quyết rồi. Con sẽ dọn về đây sống chung với má. Vợ chồng con sẽ dọn về đây sống chung với má. Như vậy có được không hả má? Con nói thiệt không? Vợ chồng con về ở đây với má. Thiệt hả con? Như vậy có được không hả má? Thiệt hả con? Con xin hứa với má mà. Con ở má mừng quá con ơi. Má mừng lắm đâu quá ơi. Nè, bây giờ con về hả? Được rồi, bây giờ con ở đây đi. Nè, má đi ra làm sao? Má nấu ăn cho con nghe không? Như má nấu nhiều món ngon lắm. Cà ri nè, món gỏi ngó sen nè. Má nấu đủ thứ để má ơi, nấu không cho cần con ăn. Đâu, không cần đâu. Ủa, còn con đây rồi, còn con Hà đâu? Con Hà đâu? Sao má không thấy? Con Hà đâu rồi? Má, con là Hà nè má. Con là Hà nè má. Hà, cô là Hà. Phải, không phải là con Hà. Cô là Minh, phải không? Minh. Tôi đâu có thấy con Hà ở đây. Con Hà nó không có đây. Hà đâu rồi? Hà đâu rồi? Con, Hà nó đâu? Má ơi, con Hà nó không có mặt ở đây má ơi. Con Hà hôm nay nó không có mặt ở đây.
Chứ nó ở đâu? Con Hà đâu rồi? Phải kiếm con Hà cho tôi. Má, tôi muốn có con Hà ở nhà nữa. Má, con ơi, con má về rồi đó má. Con ơi, con về với má rồi hả con? Má ơi, anh Sơn cũng gần về rồi đó má. Quốc ơi, nè, con Hà nó về rồi, về ở luôn với má hả con? Các con không có bỏ má đi nữa hả các con? Anh Tám ơi, lại đây, lại đây, lại đây. Gì? Tôi nó về đủ hết rồi. Nó về nè, con Hà, đây là con Hà nè. Đó. Còn thằng này là thằng thằng Quốc phải không? Thằng Quốc đó. Đúng rồi. Rồi con xin về đây làm việc, con ở luôn đây với má nha má. Vậy hả con? Dạ. Thằng Sơn nó có về không? Dạ anh Sơn sắp về rồi má. Ơi, tôi nó về đủ hết rồi anh. Rồi. Má, con có Minh đâu? Con Minh đâu rồi? Còn con Minh nữa. Má, con là bác. Minh đi hả con? Con bây giờ con là con của má nghe không? Con là con của má đó. Má. Anh Tám ơi, tôi vui quá anh Tám ơi. Vui lắm. Đầy đủ hết rồi. Các con tôi về đầy đủ hết rồi anh Tám. Vợ chồng tôi vui lắm. Tôi vui lắm. Bây giờ là tôi vui lắm. Con ơi, từ nay nó đi là chị không có sợ sống một mình nữa không? Tôi thấy cũng vui giùm cho chị lắm. Tôi vui lắm. Tôi vui lắm. Tôi vui lắm.